Tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em lại giới thiệu cho các bác mấy con đầu máy con Start này, con máy Gravita này, con máy Sirius, con này là con Jupiter, đấy, Jupiter đầu bóng hơi nhé các bác nhé, Jupiter MX và cục máy Dream Lùn và cục máy Sirius nhé. Thì bên em đều có để giá và mã và giá tiền nhé các bác nhé. Nếu anh em mua được thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhé, là ba số điện thoại đây. Thì bên em đều có để mã và giá tiền, anh em cảm thấy ưng được thì anh em mua nhé, ưng được con nào thì anh em mua đấy. Rồi đầu tiên em giới thiệu các bác con Sirius này. Đấy, con này này thì nói chung là giờ thì đây những cái con này thì bên em con này này con này là con Jupiter V nhé các bác nhé, con này con Jupiter V. Cái đầu bò thì đây nó bị cũng tháo rồi anh em nhé. Nói chung là nói luôn là anh em là nó bị tháo rồi. Đấy, con này thì giá 2,4 triệu nhá. Em bán cho các bác còn 2 triệu. Máy móc thì bao lủ ngon êm, không có khói nha các bác nhá. Máy móc lủ ngon. Côn zin. Đầu bò thì nó tháo nó thay sắc măng. Tháo thay sắc măng các bác nhá. Kèm theo cho anh em mà đầy cần đạp còn số chế không khí hết. Đấy, test lủ ok hết rồi. Anh em mua là có clip lủ anh em nhá. Thì con này là mã A626. Mã A626 giá 2 triệu các bác nhé. Con này em bớt sâu, con này nó hơi xấu, con đầu bò nó chạm một chút thì em bán rẻ nha các bác nhé. Anh em cảm thấy ưng được cái con này. Con này IP7 này. Con này cái cổ nó cao. Con này Jupiter V nha các bác nhé. Đấy, Jupiter V. Đấy, con này thì có clip lổ hết nhá. A626. Đấy, con này là con anh em lắp thể Sirius nhé. Con này 2 triệu. Đấy, giá bao ship cho anh em. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác con thứ hai. Con thứ hai đó là con máy Dream Lùn. Dream Lùn đấy anh em nhé. Con này thì máy móc còn rất là ngon đấy anh em nhé. Con này giá 3 triệu rưỡi nha anh em nhé. 3 triệu rưỡi. Ốc ác còn chưa tháo này anh em nhé. Cái con này đầu bò này là nó tháo rồi anh em nhé. Đầu bò tháo rồi. Hơi con này là con Dream Lùn Extra. Con này là HIMA1. Đấy, hơi 97 này. Đấy, hơi vẫn là hơi zin, đầu bò zin nha anh em nhé. Con này côn của nó vẫn còn anh em nhé. Con này côn zin này. Nhưng em mua được rẻ. Đấy, con này là A627 giá 3 triệu rưỡi. Dream Lùn Extra. Củ Đài Lai anh em nhé. Củ Đài Lai. Con này lổ rất là ngon. Còn clip lổ anh em nhé. Điện vẫn là điện xịn của nó luôn. Điện zin nha các bác nhé. Đây, cốt máy đẹp này. Cốt máy gần như 100% này. Giữ máy cho Tuấn ơi. Dream Lùn Extra này. Đấy, số má rất là chắc nha anh em nhé. Đấy. Em đang về một lô Dream Lùn đời cao, không phải đời con Extra, con này đời nó đời cao, máy nước sơn nó đẹp. Thì giá nó tầm 8 đến 10 triệu anh em nhé. Zin toàn bộ anh em ạ. Đấy, zin toàn bộ, em đang về tầm 5 6 con. Nó rất là đẹp. Đấy, nói chung là hàng này thì em thấy nó là siêu phẩm rồi. Đấy, còn con này thì em bán 3 triệu rưỡi, còn cái hàng 8 đến 10 triệu thì em đang chuẩn bị về anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ đăng ký kênh, thì tầm độ 1 tuần nữa là bên em có hàng về. Máy móc zin đẹp, hàng chất lượng cao luôn. Thế về cho anh em là thay vào zin Thái, zin ấy thì em thật là không phải chê một chút nào nữa cả. Đây, con này rẻ anh em nhé. Đầu bò zin hơi zin, côn zin. Côn zin là chưa mở, nhưng con đầu bò con này thì anh em nhìn ốc này chắc là mở rồi. Đấy, nó mở rồi anh em nhé. Cái lắp chỉnh cam cò nó còn chưa mở đây. Chỉnh cò đây nó còn chưa mở anh em nhé. Nhưng mà nói chung là con này nó chạm đầu rồi. Đấy, còn đấy, con này giá bán 3 triệu rưỡi nhá. 3 triệu rưỡi bớt cho anh em 200, còn 3 triệu 3. A267 anh em nhé. Có clip đổ đàng hoàng cho anh em. Nói chung là cái dòng đời cũ kia thì anh em cũng rất là chuộng. Đấy. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con nữa là con Sirius. Con này thì đời nó cũng con này là con quên, em nói nhầm. Con này là Jupiter MX. Jupiter MX, con này zin toàn bộ anh em nhá. Đầu bò cũng hơi là nhập Thái. Đấy, Jupiter mà đến bây giờ thì cái form xe nó vẫn còn rất là đẹp. Trông nó rất là đẳng cấp anh em nhá. Thì con này giá em bán 3 triệu rưỡi anh em nhá. 3 triệu rưỡi. Em bớt cho các bác 200, còn 3 triệu 3 anh em nhé. Bao ship cho anh em. Con Jupiter này thì máy còn rất là chất nha anh em nhé. Máy lổ ngon, êm, không có khói. Zin toàn bộ theo IC con nạp, còn đạp con số. Máy zin chất. Đấy. Rất là ngon.
anh em cảm thấy ok được thì anh em mua con này nhá. Con này là đầu bò ống hơi Thái nên là con này chạy rất là ngon anh em nhá. Con này là A628 anh em nhá. A628 giá 3,5 triệu, bớt cho anh em 200 còn 3,3 triệu bao ship anh em nhá. Máy có clip lổ hết. Nói chung anh em mua hàng bên em đều có clip lổ hết anh em nhá. Máy móc ngon, êm, không có khói. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác con thứ tư ngày hôm nay nữa. Đây, con này là con kèm theo cho anh em cần đạp, cần số, chế độ khí. Con này lổ cực kỳ ngon luôn. Con này là con máy Yamaha Gravita. Đấy, con này giá bán 2,4 triệu nhá, bớt cho anh em 200 còn 2,2 triệu. Jupiter Gravita. Con này chế đâu? Con này có kèm theo cho anh em là cần đạp, cần số, chế độ khí đâu. Đấy, con này mã 2,2 triệu. Con này là A269 nha anh em, nhìn côn zin hết này. Nói chung cái dòng này Gravita anh em cũng hỏng nhiều ấy. Nhưng mà con này là xe nó thanh lý, nó để nó hơi chóc sơn một chút thôi. Đấy, chứ còn anh em nhìn zin này, nó rất là zin nhá. Con này tháo xe ra đấy, zin, đầu bò zin, hơi zin hết anh em nhá. Máy móc cực kỳ ngon luôn. Đấy, máy móc lổ rất là ngon, êm, không có khói. Đấy, con này cái mã của nó là A629 anh em nhá. A629, để em quay chi tiết từng góc cạnh để cho anh em tham khảo nhá. Đấy. Đây, lắp này. Ốc nhái để anh em nha. Đấy. Côn zin, điện zin, vách chữa chia sẻ, phụ đề chưa thay, đầu bò chưa tháo. A269, máy cực kỳ đẹp luôn. Con này giá 2,2 triệu bao ship nha anh em nha. Ơi, con này nó cũng sơn nó hơi chóc chút, là em bán, vừa bán vừa gọi là giao lưu cho anh em 2,1 triệu nha anh em nha. 2,1 triệu. Đấy, anh em là nhanh tay anh em mua được, còn không thì là anh em cứ nghiên cứu nha. Anh em vừa xem kênh và đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Sau cái video là hay anh em có thể xem được. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con cuối cùng của ngày hôm nay. Thì là em lên một con SYM Start. Con này là máy 110 anh em nhé. Start 110, con này là A630. Con này 2,6 triệu nhé, bớt cho anh em 100 còn 2,5 triệu. Con này máy cực kỳ trâu bò luôn. Đấy, con này thì máy móc lổ ngon, êm, không có khói. Máy lổ rất là trâu anh em nhé. Con này hơn 110. Đấy, để mà độ bền thì đây, đầu bò zin anh em nhé. Để độ bền thì cái dòng SYM này em nói thật là dòng trâu bò nhất anh em nhé. Đây, chế nó vào chế Kenhin anh em nhé. Chế Kenhin này. Đấy, máy 110, con này 2,5 triệu. Kèm theo cho anh em đầy đủ cần đạp, một số chế khí anh em nhé. Máy cực kỳ ngon, máy cực kỳ VIP luôn. Máy cực kỳ chất anh em nhé. Có clip lổ hết anh em nhé. Anh em mua là anh em yêu cầu có clip lổ, bên em sẽ lổ cho anh em xem. Ok được anh em mới phải xuống tiền nhé. Còn hàng đi anh em cọc trước cho em 500. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng anh thanh toán nốt nhé. Rồi con này là con này A630 giá 2,5 triệu anh em nhé. 2,5 triệu. Quay em này. Đây em đang về một lô máy Wazer SX máy xám này. Wazer SX máy xám, con này là giá 5,2 triệu. Zin toàn bộ anh em nhé. Máy để mộc rồi. Máy mộc hết nha anh em nhé. Đấy, 5,2 triệu một cục. Đấy, máy con này là 4,8 triệu này, WA208 này. Con này rất là ngon, máy zin anh em nhìn này. Đấy, anh em ưng được cục nào thì anh em có thể mua cục đấy nhá. Đấy, bên em có rất là nhiều máy để các bác lựa chọn tham khảo nhá. WA này 5,5 triệu này, WA. Rồi, anh em có nhu cầu muốn mua máy nào thì alo cho bên em nhá. Kết thúc video đây, chào tất cả các bác, tất cả anh em.